Vâng, và nó rất là đẹp ạ. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Hoàng Long Thanh Số, kênh chuyên kinh doanh bán buôn bán lẻ các thiết bị âm thanh số của chúng em. Với video ngày hôm nay thì em sẽ test một đơn hàng gửi đi cho anh Văn Thi, anh ở Quảng Ngãi ạ. Đó là một bộ mic không dây mang thương hiệu WeWord, một dòng mic rất là cao cấp của thương hiệu WeWord, một cái thương hiệu mà rất là nổi tiếng trong làng karaoke hiện nay. Và bộ mic này hiện nay đang được chúng em đưa ra cái giá trị ân, đó là còn 2,8 triệu. Ngày trước em nhớ hồi mấy năm trước nó bên chúng em đưa về thì cái giá của hãng đưa ra chúng em là 5,5 triệu. Và sau nhiều năm sử dụng, nhiều năm thì hãng đã bắt đầu có những chính sách hỗ trợ tốt cho người tiêu dùng, đó là hạ dần theo những cái nấc thang, và hiện nay đang có một cái giá vô cùng tuyệt đẹp, đó là 2,8 triệu, một con số cực kỳ đẹp cả phong thủy lẫn là số tiền đầu tư cho các bác mua bộ mic cao cấp như thế này. Dòng này thì đi kèm thì sẽ một cái đầu, vâng, một đầu thu phát sóng và hai tay mic và một số phụ kiện đi kèm. Nó có một cái màn hình hiển thị rất là rõ đầy đủ các chi tiết như là sóng này, đài tần này, và mã này, và pin này, báo pin này, và báo volume này. Đấy. Bên này thì chúng ta có một cái mắt để chúng ta dò tần số, và dò tay, dò tự động, dò ở trên này, cái IR này, mã IR này. Và chúng ta đưa cái màn hình vào đây là nó sẽ khớp lệnh, tự động khớp lệnh. Còn to nhỏ volume đây, công tắc bật tắt nguồn được hoàn thiện bằng, làm bằng một chất liệu đó là nhôm, và nhôm cắt nguyên khối mặt trước ấy, và cắt thì là toàn bộ bằng máy CNC cắt dạng phay xước, thì các bác sờ vẫn nhằm nhằm tay. Còn với cái tay mic thì các bác nhìn ấy, trau chuốt rất là đẹp, chất liệu con này thì đa phần là bằng nhôm hết, mặt trên thì bằng thép cao cấp, độ bền thì các bác không phải nghĩ rồi. Mà đặc biệt hàng này là hàng chính hãng nhập về chúng em, nên chúng em sẽ có những cái chính sách bảo hành như là hãng bảo hành 1 năm, và chúng em sẽ hỗ trợ tiếp. Ok, và em sẽ bỏ quảng cáo đi để test thử một tiếng đoạn mic nhé. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Các bạn nghe tiếng mic xuống không? Bộ tiếng mic vô cùng dày và hay. Dòng smart microphone nên nó có những cái tính năng thông minh như là tự động ngắt cảm biến nhiệt này và cảm biến gia tốc này. Ok, vậy em sẽ dừng video nhé. Anh Văn Thi, gọi anh Văn Thi, anh ở Quảng Ngãi ạ. Em xin thay mặt toàn thể anh em trong công ty Hoàng Long xin chân thành cảm ơn anh Văn Thi, và xin chào tạm biệt, và kính chúc anh Văn Thi và gia đình có thật nhiều niềm vui sức khỏe anh Văn Thi nhé. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh ạ. Tại chân mây giăng sóng.